Ok, lại là bài ca hơn 1025 loài Pokemon được giới thiệu với 18 hệ khác nhau. Tưởng chừng như là sẽ rất đa dạng về mặt sinh học và tổ hợp song hệ đúng không? Nhưng mà không. Có một số tổ hợp loài chiếm số lượng vượt trội đè bẹp các tổ hợp khác. Và tôi đồng ý là có những tổ hợp mà người ta chưa bao giờ nghĩ tới là tồn tại vì sự đối nghịch về mặt tính chất của nó. Ví dụ như là hệ nước và lửa. Thật khó để mà cho hai hệ như chó với mèo này tồn tại cùng trong một sinh vật, chứ nói chi là 3, 5 hoặc là 7 loài khác nhau. Do đó thì có những tổ hợp song hệ thực sự rất hiếm. Và nó cũng đều có lý do. Có thể song hệ hiếm là vì tổ hợp đó quá ngược đời, và các nhà thiết kế thiên tài vẫn chưa có cách nào tạo ra được nhiều hơn những Pokemon có tổ hợp độc lạ như thế. Nhưng cũng có thể mấy song hệ này hiếm là bởi vì song hệ đó quá mạnh để có thể được sở hữu bởi một cách đại trà bởi quá nhiều Pokemon khác nhau. Điều đó sẽ làm giảm đi giá trị và sức mạnh của song hệ đó rất nhiều. Vì vàng nó có giá là vì nó hiếm mà phải không? Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những song hệ cực kỳ hiếm, tức là đã có những Pokemon sở hữu nhưng số lượng loài chỉ có 1 hoặc là 2 loài mà thôi. Hoặc nó chỉ có thể xuất hiện ở những Pokemon với hình thái chiến đấu đặc biệt mới có. Chứ thật sự ngoài tự nhiên sẽ không thấy những tổ hợp song hệ này. Và đâu là những tổ hợp song hệ hiếm nhất, xứng đáng không nên được sở hữu một cách đại trà bởi quá nhiều Pokemon, mà cần được chọn lọc kỹ lưỡng. Và trước khi vào nội dung chính thì đây sẽ là một tín hiệu vũ trụ đến từ ngày Arceus gửi đến cho hơn 70% những bạn nào vẫn còn đang chần chừ sẽ nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo mà kênh sẽ cho ra mắt trong thời gian sắp tới nhé. Cùng nhau tiến thẳng đến cột mốc 100.000 người đăng ký nè. Bây giờ thì ngồi ngay ngắn, chúng ta sẽ cùng điểm qua những song hệ nào mà lại hiếm đến vậy. Vô thôi. Đầu tiên vào tôi cũng sẽ sơ lược những song hệ khá là hiếm nhưng mà lại rất yếu. Mấy song hệ này cũng không nên được sở hữu đại trà vì mấy Pokemon yêu quý của chúng ta xứng đáng được đối xử tốt hơn như vậy. Băng và thép được sở hữu bởi Sandslash, vùng Alola, chỉ bị khắc chế bởi 3 hệ là lửa, giác đấu và đất. Trong đó thì nếu gặp lửa và giác đấu là đầu thai chuyển kiếp liền vì bị nhân 4 sát thương. Tưởng sợ chỉ có 3 hệ là ngon ăn, nhưng nhìn kỹ vào lại 3 hệ này là 3 hệ không bao giờ thiếu trong bất kỳ trận đấu nào. Nên Sandslash xứng đáng tốt hơn như thế này. Và không có Pokemon nào xứng đáng chịu cảnh mà Sandslash đang chịu cả. Đá vào bóng tối hiện tại là độc quyền được sở hữu bởi Taranita. Tôi biết mấy bạn sẽ phản đối, nhưng mà thật sự ra thì tại vì Taranita quá tốt, từ đặc tính đến chỉ số rồi bộ chiêu thức, nên nó mới có thể cân được cái song hệ cùi mía này với 7 điểm yếu. Dù trong song hệ này đang cực kỳ hiếm đi nữa thì tôi cũng nghĩ vậy là đủ rồi. Chứ cho loài nào mà thêm cái song hệ này nữa thì đó là một tội ác. Không một ai có thể gắn cái song hệ này tốt hơn Taranita đâu. Lửa và băng hiện tại là song hệ độc quyền của Damanitan, vùng Galar, dạng Zenmode. Chứ không có Pokemon nào sở hữu song hệ này ngoài tự nhiên cả. Mà tôi thì cũng không khuyến khích cái song hệ này lắm. Thật ra song hệ này vào tay một Pokemon có chỉ số tấn công hoặc là tốc độ thần sâu như là Galarian Damanitan nó mới tốt như vậy. Tuy vậy thì cũng ít người chọn xài dạng này. Người ta thường xài dạng bình thường của Damanitan hơn. Công tâm mà nói, song hệ này sợ 4 hệ: nước, giác đấu, đất và đá. Trong đó thì nhân 4 sát thương bởi hệ đá là thấy tàn đời rồi ha. Và nhìn kỹ lại 4 hệ này là 4 hệ thông dụng nhất trong đấu trường. Phải nói là có căng lắm mới sợ hết đúng 4 hệ phổ biến nhất cái đấu trường kiểu vậy đó. Cứ đem đi đánh nhau là chắc chắn đối phương sẽ có Pokemon khắc chế mình liền à. Cho nên là thôi, nếu mà cái song hệ này có nhân giống thì cũng nên nhân giống như một Pokemon nào đủ mạnh để kéo lại, chứ nếu không là cũng toàn. Còn có một số song hệ khác như là điện và thường, cỏ và thường, theo tôi là cũng không quá mạnh nhưng cũng không quá yếu để mà cho vào cái danh sách này. Cho nên giờ chúng ta sẽ bắt đầu với những song hệ hiếm có, khó tìm mà tôi cho là nó cũng khá là mạnh. Mở đầu là cỏ và đất với 2 loại sở hữu tính tới thời điểm Gen 9. Nếu mà trước Gen 9 thì chỉ có duy nhất Torterra là được độc quyền sở hữu cái song hệ này thôi. Thật ra nếu mà để ý xuyên suốt video, những tổ hợp song hệ hiếm thường là những song hệ xung khắc nhau, một trong hai sẽ khắc chế đứa còn lại hoặc là hai bên va nhau không trượt phát nào. Đương nhiên thì cỏ và đất cũng là một trường hợp như vậy. Cỏ khắc chế đất, nhưng đồng thời trong cái tổ hợp này, cỏ cũng giúp làm giảm 1/2 sát thương hệ đất phải nhận từ những Pokemon hệ cỏ khác. Tuy đúng là nó bị nhân 4 sát thương bởi hệ băng, nhưng không thể phủ nhận song hệ này hiếm. Một phần là vì cái khả năng tấn công khá tốt của nó, có thể công phá siêu hiệu quả lên được 7 hệ. Trong đó thì đất giúp khắc chế được lửa và độc, những hệ xung khắc với hệ cỏ. Cỏ thì cũng giúp cho Pokemon tránh khỏi những chiêu bào tử, ru ngủ như là Spore hay là Rage Powder, giúp Pokemon tự tin phát huy tốt khả năng tấn công của mình hơn mà không bị khống chế bởi những chiêu thức đang rất mạnh trên đấu trường. Dù do là khá hiếm và tấn công tốt thì cả hai Pokemon mang hệ đất và cỏ hiện nay thật sự chưa được xây dựng đúng với tiềm năng mà song hệ này mang lại. Torterra dù có thể sử dụng Cell Smash để có thể tăng khả năng tấn công và tốc độ của bản thân, nhưng một phần là tốc độ gốc của nó quá chậm, nên là phải cố gắng cho nó sống được một lượt để set up chiêu thức thì cục diện mới có thể thay đổi. Mà nhiều khi tốc độ này có gấp đôi lên cũng chưa chắc là hơn được một vài Pokemon khác trên đấu trường. Và hiện nay thì cũng đã có quá nhiều Pokemon hỗ trợ kiểm soát tốc độ, nên là mất đi một lượt setup để cho Torterra mạnh lên cũng khá là rủi ro. Còn Toxicroak thì tôi cũng có nói trong video về những Pokemon có hình thái dạng mới tốt hơn dạng cũ. Đồng ý là nó tốt hơn vùng Kanto vì khả năng ru ngủ bằng Spore và tốc độ khá cao so với dạng Pokemon hệ đất khác, nhưng nó vẫn cần có đồng đội tốt đi chung, chẳng hạn như là Weezing, để xóa bỏ đặc tính bóp team của mình. Lúc này thì nó mới tỏa sáng và ru ngủ nhanh được, và nó cũng chỉ tốt trong cái khoảng quấy rối mà thôi, chứ không tận dụng được quá nhiều khả năng tấn công mà song hệ độc đáo của mình mang lại. Cho nên hai Pokemon này của song hệ đất và cỏ vẫn còn khá lay hoay để phát huy sức mạnh vốn có của mình. Tiềm năng nhất là Torterra, nhưng chiêu Shell Smash có thể là một bản cập nhật muộn màng khi mà ngoài kia đã có rất nhiều Pokemon sử dụng chiêu này tốt hơn. Hy vọng sẽ có thêm một Pokemon mang song hệ đất và cỏ này nữa. Tôi nghĩ song hệ này cũng không quá khó để tạo ra. Nói thẳng ra thì cũng khá là dễ vì tính chất hai hệ này cũng liên quan tới nhau, không chọi nhau là mấy, nên chúng ta hãy cùng mong chờ một Pokemon song hệ đất và cỏ với khả năng tấn công vượt trội trong thời gian tới. Tiếp theo là một song hệ diệt rồng, tiên và băng. Cũng là song hệ hiếm vì chỉ có duy nhất Ninetales vùng Alola mới có thể sở hữu song hệ này. Đương nhiên là sở hữu song hệ khắc chế dòng họ những Pokemon máu mặt như là hệ rồng là điểm cộng rất lớn, nên không phải Pokemon nào cũng có thể sở hữu được. Nếu vậy thì mấy đứa hệ rồng về giường hết rồi còn đâu. Lúc này thì hệ thép sẽ lên ngôi vì hệ thép có thể nhân 4 sát thương lên cái song hệ này. Và theo tôi thấy thì song hệ này cũng khá là thiên về tấn công. Dù cho băng là một hệ yếu về mảng phòng thủ thì khả năng tấn công của hệ băng cũng không phải là dạng vừa. Kết hợp với hệ tiên, nó có thể khắc chế được những kẻ thù rất mạnh như là đất, giác đấu, đồng thời xử đẹp những hệ có nhiều Pokemon mạnh như là rồng và bóng tối. Và Ninetales với tốc độ cơ bản khá cao là 109, cùng khả năng dựng tường và gọi tuyết, thì lúc nào ta cũng thấy nó góp mặt trong các giải đấu lớn nhỏ kể từ khi ra mắt. Có vẻ khả năng dựng tường và hỗ trợ của nó lại tỏa sáng hơn khả năng tấn công, nhưng đôi lúc Ninetales cũng có thể đá sân sang hướng tấn công nếu gặp đúng đối tượng. Và đương nhiên là lượng sát thương của nó cũng không phải là nhỏ trong trời tuyết, dù cho công đặc biệt của nó chỉ trung bình là 80 mà thôi. Nếu chúng ta có thể thấy mới là hỗ trợ mà nó đã vậy rồi, thì chúng ta có quyền hy vọng trong tương lai sẽ có một Pokemon song hệ tiên và băng theo hướng tấn công nữa. Lúc đó có lẽ mấy đứa hệ rồng, đất hay là giác đấu cũng hơi mệt mệt trong người ha. Thế vào bóng tối là song hệ độc quyền được sở hữu bởi gia đình Samurai, đại tướng quân, Shogun, nhà King Gambit. Và thật ra mà nói thì song hệ này cũng có rủi ro khá lớn là bị nhân 4 sát thương bởi hệ giác đấu và bị nhân 2 sát thương bởi đất và lửa. Nói chung thì ba hệ khắc chế này khá là phổ biến thì khỏi nói rồi, nhưng bù lại thì song hệ này lại có khả năng phòng thủ không phải là dạng vừa. Nó có thể miễn nhiễm được hai hệ khác là siêu linh và độc, rồi còn kháng được 1/2 sát thương từ 9 hệ khác nữa. Nên thật ra so với thép và băng, đá hay bóng tối hay là tiên và băng thì song hệ này vẫn tốt hơn khá là nhiều. Xuất hiện từ hồi Gen 5 cách đây cũng khá lâu, và Bisharp tuy không quá cứng cáp nhưng nhờ có song hệ này mà nó làm khó rất nhiều người chơi. Tôi còn nhớ cái cảm giác cứ mỗi lần gặp con này là tôi thấy mệt mệt vì đánh cho nó ngủm cũng khá là lâu đó. Cho đến tận Gen 9 thì gia đình này một lần nữa được bùng nổ bởi sự xuất hiện của King Gambit với chỉ số tấn công lẫn cả phòng thủ đều vượt trội, được đắp thêm sự cứng cáp từ song hệ nữa. Thì chỉ ngại ba hệ kia mà thôi. Để mà nói thì song hệ này và King Gambit có sự bổ trợ qua lại cho nhau khá là tốt. Tôi cũng muốn coi thử là nếu có một loại khác có song hệ này, nó có thể làm tốt như King Gambit hay không. Nhưng nổi cái việc bảo vệ được Pokemon khỏi tận 11 hệ khác nhau là con số đáng mơ ước với những song hệ khác, và sự quý hiếm này xứng đáng được bảo tồn hơn. Lại đến một song hệ nữa khi kết hợp với thép. Lúc trước thì tôi cũng tưởng không hiếm, nhưng mà tìm hiểu kỹ lại hiếm không tưởng, đó chính là song hệ nước và thép. Với chỉ duy nhất cấp tiến hóa cuối cùng của Pokemon khởi đầu vùng Sinnoh là sở hữu được song hệ này. Thú thật là tôi cũng không biết tại sao cái song hệ này lại hiếm đến như vậy. Dù đã được giới thiệu từ bản game thế hệ 4, ngót nghét cũng gần 20 năm rồi, vẫn không có Pokemon nào sở hữu song hệ này ngoài Empoleon. Dù cho là hình dạng chiến đấu hay là tiến hóa Mega cũng không có Pokemon nào sở hữu luôn. Nhưng mà cũng đồng ý một phần, nước và thép là hai hệ phòng thủ khá là tốt, nên để kết hợp với nhau, Pokemon đó sẽ có thể kháng được sát thương từ tận 10 hệ và chỉ bị nhân gấp đôi sát thương từ đất, điện và giác đấu mà thôi. Hệ nước sẽ bảo kê được hai điểm yếu của thép là lửa và đất. Nhờ vào cơ hội trụ sân tốt thì Pokemon cũng có thể phát huy được khả năng tốt hơn. Empoleon thì vẫn là một Pokemon lưng chừng và chưa thực sự phát huy được khả năng tốt của song hệ này. Dù cho mảng tấn công của nó cũng khá là ok, nhưng tốc độ nửa nạc nửa mở cũng khiến cho nó không phải là một lựa chọn tốt để đem đi thi đấu. Nếu là một Pokemon khác có song hệ này và được phân bố chỉ số tốt hơn, tôi nghĩ song hệ này sẽ khá là khó để có thể bị đánh bại đó. Lửa và thép lại là một song hệ tốt hơn nữa, khi đúng là nó khiến cho Pokemon bị gấp 4 sát thương bởi hệ đất và lo sợ thêm hai hệ nữa là nước và giác đấu. Nhưng bù lại, Pokemon sẽ được bảo kê bởi 9 hệ và miễn nhiễm luôn hệ độc. Chưa hết là nó còn được giảm tận 1/4 sát thương khi đối đầu với 5 hệ khác nhau, một con số phòng thủ vô tiền khoáng hậu. Nên dù cho nó có bị khắc chế bởi 3 hệ khá là phổ biến trên đấu trường đi chăng nữa, thì Heatran vẫn được tin tưởng và đem đi thi đấu cực kỳ nhiều, rồi ẵm luôn 2 giải vô địch thế giới vào năm 2013 và 2015. Mà đúng một phần là nhờ vào chỉ số của Heatran chống chịu quá tốt, nên là nó mới được tận dụng nhiều đến như vậy. Cho đến hiện tại thì vẫn chưa có một Pokemon nào khác ngoài Heatran sở hữu song hệ này. Có lẽ cũng vì song hệ này khá là mạnh và chỉ có Pokemon huyền thoại mới xứng đáng gọi là được ban cho cái tổ hợp này mà thôi. Nên chúng ta sẽ chỉ thấy được nó khi nào có format sử dụng huyền thoại xuất hiện. Còn format bình thường thì cùng mong chờ xem là Game Freak có tạo ra thêm một Pokemon lửa thép khác cho xài hay không. Chứ giờ là cứ Heatran mà tiến thôi rồi đó. Và song hệ cực kỳ hiếm tiếp theo. Đương nhiên thì càng gần cuối video, các song hệ tôi cho là sẽ càng mạnh. Đó chính là song hệ bóng tối và Scovillain. Sự kết hợp này khiến cho Pokemon chỉ bị khắc chế bởi 2 hệ, đó là bọ và tiên. Trong đó thì nó sẽ bị nhân 4 sát thương bởi hệ bọ và miễn nhiễm các chiêu thức hệ Scovillain. Tính ra thì song hệ này cũng khá là hiếm và cũng khá là mạnh, vì hệ bọ không thực sự quá phổ biến trên đấu trường. Còn chiêu hệ bọ mà được sử dụng nhiều nhất chỉ có U-turn là đáng lo ngại mà thôi. Nếu tính về lý thuyết thì có 2 loài sở hữu được song hệ khá là mạnh này là Malamar và huyền ảo Hoopa, hình thái không bị phong ấn. Mà huyền ảo thì thôi hen, làm gì được xài trong các giải đấu, nên là có lẽ Malamar là Pokemon hợp lý nhất để phát huy sức mạnh của song hệ này. Và theo tôi thì nó làm cũng khá là tốt. Tính chất của 2 hệ này khá là theo hướng hỗ trợ, vì bể chiêu thức hiệu ứng dồi dào và hữu dụng nhất đều đến từ 2 hệ là bóng tối và Scovillain mà ra. Malamar lại có một đặc tính quá tốt, đó chính là Contrary, đảo ngược tất cả các hiệu ứng tăng giảm chỉ số của bản thân. Từ đó nó cũng có thể là Pokemon tấn công nếu sử dụng chiêu Super Power với sức mạnh là 120. Sau khi sử dụng, cùng với đặc tính, nó sẽ giúp cho Pokemon tăng một bậc công vật lý và thủ vật lý. Đưa các cái song hệ khá lợi ích điểm yếu, nó có thể trụ sân và hỗ trợ, hoặc có thể theo hướng tự tin tấn công dồn dập bằng Super Power, càng đánh thì càng mạnh. Nên theo tôi thấy chỉ có 2 Pokemon sở hữu song hệ này cũng được, hoặc là có số lượng ít thôi là vừa phải. Chứ mà nhiều quá thì song hệ này lại không còn độc đáo nữa. Ở gần kế cuối thì tôi cũng muốn nói đến một song hệ khá là thần thánh theo đúng nghĩa đen, đó chính là song hệ rồng và tiên. Song hệ này cũng xứng đáng được nhân giống, chứ không thể nào là song hệ chỉ duy nhất hình dạng Mega của Octaria sở hữu được. Vì song hệ này chỉ xuất hiện dưới dạng Mega nên là cũng đủ thấy song hệ này hiếm tới mức nào rồi hen. Chắc 10 năm mới thấy lại được một lần. Ừ chứ gì nữa, từ hồi Gen 6 tới giờ Mega có được xài lại đâu. Song hệ này giúp cho Pokemon giảm được 1/2 sát thương đến từ 7 hệ khác nhau, miễn nhiễm được hệ rồng và bị khắc chế bởi 4 hệ là băng, độc, thép và tiên. Mà nếu Pokemon mang song hệ này xuất hiện trong tương lai thì chắc chắn các nhà huấn luyện chỉ cần cho nó đi chung với các Pokemon hệ thép là cũng đủ để bảo kê được điểm yếu của Pokemon rồng và tiên rồi. Thế là đã đủ khoảng trống để Pokemon có song hệ này tấn công. Vốn rồng và tiên cũng là 2 hệ phòng thủ khá là tốt. Nói trắng ra thì cả 2 hệ này đều thuộc hàng con cưng của Game Freak, nên là Pokemon mà có được tổ hợp này coi như là ngất mặt lên trời, không biết mùi con ghẻ là gì luôn. Nhìn vào Mega Altaria ta cũng thấy được sự đầu tư, trước hết là về mặt tạo hình, rồi đến đặc tính Pixelate, biến các chiêu hệ thường thành chiêu hệ tiên, rồi cộng thêm 20% sát thương là đủ hiểu nó đánh đau cỡ nào rồi he. Cứ nhìn vào trường hợp của Sylveon là hiểu, nó giống như là một hình mẫu của Sylveon, nhưng giờ đây thêm mấy chiêu tấn công hệ rồng cực mạnh như là Dragon Meteor, Dragon Pulse. Và bên cạnh đó thì Altaria còn có thể học được những chiêu thức hệ thường rất mạnh như là Return, Double Edge và đa dạng các chiêu thức khác. Mà thường thì hệ rồng còn học được thêm mấy chiêu của hệ điện, cỏ, lửa và băng nữa. Lúc này thì bể chiêu thức của Pokemon sẽ cực kỳ rộng và tha hầu cho Pokemon đó quẩy. Hiện tại thì tôi cũng đã thấy bể chiêu thức của Altaria quá rộng và mang hệ rồng và tiên cũng quá hợp từ tạo hình đến sức mạnh, nên cũng khá là đáng mong chờ một Pokemon mang song hệ thần thánh con cưng này trong tương lai sẽ có diện mạo như thế nào và sức mạnh ra sao. Và rồi cuối cùng, song hệ mà tôi cho rằng hiếm nhất, mạnh nhất và cũng nên tiếp tục hiếm như vậy trong tương lai. Thật ra thì cũng không phải là một song hệ duy nhất mà là sự kết hợp qua lại của 3 hệ cỏ, lửa và nước. Cỏ và lửa là một trường hợp song hệ cực kỳ hiếm mà đến tận Gen 9 chúng ta cùng lúc mới có sự xuất hiện của 2 loài có song hệ này là Scovillain và Ogerpon mặt nạ lửa. Trong đó thì chỉ duy nhất Scovillain là được tìm thấy ngoài tự nhiên, còn Ogerpon mặt nạ lửa là một trong các nhánh hình dạng chiến đấu. Và tôi cũng đồng ý là tổ hợp 2 hệ này không thể nào xuất hiện một cách đại trà ngoài tự nhiên được, vì tụi nó khá là khác nhau. Nhờ cái song hệ này sẽ khiến cho Pokemon chỉ nhận được 3 điểm yếu từ độc, bay và đá, giảm thiểu đáng kể những điểm yếu của hệ cỏ. Còn khả năng bao phủ hệ thì phải nói là tuyệt vời. Trước tiên thì tôi muốn nói đến một chuyện là thật ra trong đấu giải có một cái tip. Nếu bạn mang một đội hình có 3 Pokemon có hệ tương khắc lẫn nhau thì khả năng tấn công bao phủ phòng thủ, rực tối u linh đáng kể. Bất kể kẻ thù có khắc chế bạn thì bạn cũng có Pokemon để mà ứng phó. Và cỏ, lửa, nước là ba hệ dễ kiếm Pokemon nhất và dễ sử dụng cái tip này nhất. Ví dụ như trong các giải đấu, người ta sẽ thấy Urshifu, Rillaboom, Incineroar đi chung trong một đội hình, tạo thành một thế công thủ linh hoạt. Cho nên ba đứa này mới được xài nhiều đến như vậy. Còn một số tổ hợp ba hệ tương khác nhau khác cũng có thể được sử dụng thay thế cỏ, lửa và nước. Nhưng mà tôi thấy hơi lạc đề nên tôi sẽ quay lại trường hợp của song hệ lửa và cỏ thôi. Nhờ mang cả hai song hệ xung khác nhau như vậy nên Pokemon sẽ tự có những chiêu thức khắc chế điểm yếu của chính mình. Ví dụ như là lửa sẽ tiêu diệt được băng, bọ và thép. Những hệ khắc tinh hoặc là cỏ rất chật vật khi phải đối đầu. Cỏ thì lại sẽ khắc chế được nước, đất và đá, ba hệ khắc tinh cứng của hệ lửa, khiến cho Pokemon sẽ luôn có phương án tấn công tối ưu thay vì đứng đó chờ chết nếu gặp những khắc tinh của nó. Đó cũng là lý do vì sao Ogerpon lửa lại trở nên bá đạo như vậy trong thời đại Gen 9. Vì ngoài cái vụ sát thương khủng khiếp mà nó có thì nó lại có một song hệ cực kỳ gây khó chịu cho đối phương. Nhưng mà tội nghiệp nhất chắc là Scovillain. Vì tưởng là vào Gen 9 mỗi mình độc tôn được song hệ cực tốt này, thì bùm một cái mấy tháng sau DLC giới thiệu một con Ogerpon với chỉ số, chiêu thức, đặc tính tốt hơn vượt trội. Thế là chưa kịp ngẩng đầu lên thì bị dùi cua của Ogerpon dìm cái một luôn. Và nhắc tới Ogerpon thì chắc chắn phải nhắc tới Ogerpon nước, cũng tương tự với song hệ nước và cỏ, nằm trong bộ ba tôi vừa nói trên, nên nó cũng song hành cùng Ogerpon lửa, thống trị đấu trường là vì vậy. Cho nên song hệ tiếp theo mà tôi muốn nói đến là nước và cỏ. Song hệ này tưởng là sẽ không khó kiếm như là lửa và cỏ, nhưng thật ra trước Gen 9 chỉ có duy nhất nhà Ludicolo mới có cái song hệ này mà thôi. Sau này thì có thêm Ogerpon mặt nạ nước. Nếu nhìn kỹ lại thì cỏ và nước cũng khá là liên quan về tính chất với nhau mà ha, nên ngỡ như nó sẽ rất dễ kiếm trong tự nhiên và cũng dễ phối hợp, nhưng không, chắc cũng là vì song hệ này khá là tốt và không thể được sở hữu một cách đại trà. Ludicolo thì có số phận tươi sáng hơn Scovillain, cùng có một đặc tính gấp đôi tốc độ trong thời tiết như là Scovillain, nhưng vì được giới thiệu từ hồi Gen 3, một mình một cõi với song hệ tốt như vậy trong suốt nhiều thế hệ, mà nó cũng có cơ hội tỏa sáng và giành chiến thắng tận 2 lần trong giải vô địch thế giới vào năm 2009 và năm 2010. Nếu nhìn sơ vào danh sách các Pokemon thi đấu thì cũng sẽ thấy nó còn đứng lai rai ở các thứ hạng top đầu trong các mùa giải sau nữa. Song hệ này cũng chỉ khiến cho Pokemon bị khắc chế bởi ba hệ mà thôi. Thành ra cứ hệ Pokemon nào mang song hệ này mà xuất hiện thì sẽ được đem đi thi đấu liền, không nói nhiều. Như vậy thế là chắc các bạn cũng thắc mắc là có cỏ và lửa, nước và cỏ, vậy thì nước và lửa đâu? Đương nhiên thì đây sẽ là một sự kết hợp nghe thôi cũng đã thấy khó rồi. Thế nên chỉ có duy nhất Pokemon huyền ảo Volcanion đã sở hữu được song hệ thần thánh này mà thôi. Để đánh giá thì tôi cũng thấy nước và lửa có thể tốt hơn cả hai tổ hợp vừa rồi nói trên. Vì đơn giản thì song hệ này cũng giúp Pokemon chỉ lo sợ trước ba hệ là đất, đá và điện, nhưng điểm cộng lớn nhất là nó làm giảm được tận 1/4 sát thương đến từ ba hệ là lửa, băng và thép. Hệ nước sẽ bao phủ lại tất cả những điểm yếu mà hệ lửa gặp phải. Khả năng tấn công của song hệ này cũng là rộng nhất khi có thể gây sát thương hiệu quả lên tận 7 hệ khác nhau. Để tạo ra một Pokemon có hai hệ choảng nhau như thế này thì đồng ý là rất khó. Khó hơn cả việc tìm lý do để tạo ra song hệ cỏ và lửa. Concept thiết kế của Volcanion là động cơ hơi nước, đúng là cần lửa để đun sôi nước lên để mà tấn công, nên song hệ này trong Pokemon này mới hợp lý. Nhưng mà tiếc là huyền ảo không được sử dụng trong format chiến đấu chính thức nào, nên để xem xét về sức mạnh hay là bảng xếp hạng thì cũng rất ít khi thấy Volcanion. Dù cho nó mang một song hệ với sức mạnh có 102 đi chăng nữa, vẫn hy vọng là trong tương lai chúng ta có thêm một Pokemon với song hệ độc đáo như thế này, cho người chơi được phép mang nó đi chinh chiến để trải nghiệm sức mạnh. Còn bây giờ thì song hệ này vẫn còn quá hiếm rồi. Và thế là tôi cũng đã đi qua hết những song hệ tôi cho là hiếm nhất và tốt nhất. Đâu là những song hệ mà các bạn cảm thấy là cực kỳ mạnh và cực kỳ hiếm và cũng không nên được sử dụng quá nhiều? Hãy cho tôi biết vào phần bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!